người, lại là Hạnh đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người móc hai cái thanh kẹo hồ lô rất là xinh như thế này nha. Và với thanh kẹo hồ lô này mọi người có thể tùy chỉnh. Ví dụ như là thỏ mọi người có thể cắm sang dâu, hoặc là lợn có thể cắm sang hồ lô. Thật ra mọi người có thể mix tùy ý, hoặc là mọi người cho hai cái này mọi người đính vào và mọi người dùng một cái móc khóa để móc cũng rất là xinh. Còn như mình thì mình làm thanh kẹo hồ lô, mọi người có thể làm cái cây dài hơn để cắm vào các cái bó hoa cũng rất là xinh nha mọi người. Ở đây thì mình làm hai kiểu, mọi người có thể tùy ý mix và cái công thức cũng rất là đơn giản. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên liệu để tạo ra thanh kẹo hồ lô này nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người nha. Thứ nhất, mọi người sẽ chuẩn bị cho mình các màu như sau. Nếu như mọi người muốn làm quả dâu thì cần có mã 10, tất cả là mưu 125 nhé. Thì sẽ cần có mã 10, mã 44 và mã 25 là phần quả dâu này mọi người. Ngoài ra thì đối với phần lá thì mình sẽ có thêm màu, hình như là màu này là màu 81 hay sao ấy. Đó. Nếu mà mọi người thay là len mưu 50 thì có thể tham khảo là các màu 20, 25, 07 và 10 nhé. Nếu như mọi người sử dụng mưu 50 thì mọi người có thể thay các cái màu đó. Còn nếu len mưu 125 thì mình sẽ để các cái mã màu ở trên màn hình cho mọi người là 81, 10, 44 và 25 là cho quả dâu. Tiếp theo, nếu mọi người muốn làm chú lợn thì sẽ cần mã 44 nhé mọi người. Với phần quả hồ lô thì mọi người sẽ cần cho mình mã 10. Với phần mặt của con thỏ thì mình sẽ sử dụng mã 03. Đây, nếu mà mọi người muốn sử dụng thỏ thì lấy màu trắng, còn nếu mà sử dụng con lợn thì lấy màu da. Tóm lại là mọi người muốn làm cái sản phẩm dâu hay là cái này hay cái này hay cái này thì tùy thuộc vào cái mã màu đó nha mọi người. Cái quả dâu thì hôm nay mình làm rất là xuất sắc tại vì nó kiểu ombre mọi người. Thì cái này mọi người có thể là móc chìa khóa hay là cái gì cũng rất là xinh. Tiếp theo sẽ là các màu tiếp theo này. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một chút màu nâu nhạt để khâu phần mặt cho thỏ này. Với cái phần thân này thì mọi người sử dụng một cái màu nâu bò kiểu màu 26 nếu mà là len mưu 50. Còn đối với len mưu 125 thì có gì mình sẽ để trên màn hình tại vì mình không nhớ mã lắm. Thì là cái phần cây, hoặc mọi người thể sử dụng mã nâu đậm hơn, ví dụ 34 các thứ của len mưu 50 cũng được. Tóm lại là cái phần thân này thì mình sử dụng màu nâu là được nha. Và cần có bông để nhồi vào các sản phẩm này. Và các bạn lưu ý là với phần đầu thỏ, phần hồ lô này và cái phần mặt lợn, tất cả cái này đều chung một chát. Tức là mọi người chỉ cần thay màu len thì mọi người sẽ ra được các cái này khác nhau. Mình chỉ thay thêm ví dụ là tai thì chát kiểu khác, còn tai lợn thì chát kiểu khác, mũi thì kiểu khác. Và quả dâu thì một mình nó là một kiểu chát khác nhau nha. Tiếp theo nữa sẽ là phần má. Nếu mà mọi người muốn trang trí phần mặt thỏ, ghi mình dấu, kéo. Và mình sẽ sử dụng kim móc là 2.5mm cho cái loại len này. Mọi người cần chuẩn bị cho mình thêm kim khâu. Nếu mà có kim thêu để thêu mặt thì càng đẹp hơn thì nó lại càng tốt. Phần mặt lợn thì mình sử dụng mắt 5mm nha mọi người. Tiếp theo sẽ là phần cành kẽm. Ở đây mình sử dụng kiểu chỉ để trang trí. Thì mình sẽ sử dụng cái kẽm 40 và mình cắt đôi. Thì một cái cây này 20 thì cái tay cầm nó sẽ như này để tặng cho cháu của mình, kiểu như vậy. Còn nếu mọi người muốn làm kiểu cắm hoa thì lên chọn cành 30 hoặc là cành 40 để mọi người cắm vào các cái bó hoa cho nó phù hợp nhé mọi người. Tùy thuộc vào các bạn nha. Ok, đây là toàn bộ nguyên liệu để mình làm ra hai cái thanh kẹo hồ lô ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt đầu vào phần móc chính nhé. Trước hết mọi người sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật nhé. Kéo len vào. Mình sẽ sử dụng mũi chữ X nha. Mọi người móc qua một bính. Và móc vào đây cho mình là 6 mũi đơn. Và mình móc mũi chữ X như sau. Đâm vào. Và mình đặt kim ở trên len và kéo qua. Kéo tiếp qua 2 giây. Đây là mũi đơn chữ X. Và các bạn sẽ đánh dấu vào. Làm tiếp như vậy. Tổng cộng có 6 lần. Lần số 2. Lần số 3. Lần số 4. Lần số 5. Và lần số 6. Và bây giờ mọi người rút dây.
Nếu vòng tròn ma thuật nó hơi dài thì mọi người có thể cắt ngắn, nhưng mà đừng có cắt cụt nhé, để cho đỡ vướng ấy. Sau đó mọi người sẽ trượt vào cái chân màu xanh là chân số 1. Kéo qua, móc lên một bính và sang hàng 2. Hàng 2 mình sẽ có 6 tăng. Chân đầu tiên kéo len qua. Ok, đánh dấu. Đâm tiếp vào vị trí đó một đơn nữa. Chân số 2. Thêm một lần nữa vào đây. Tức là mọi người hình dung là mỗi một chân mũi này mình đang móc 2 mũi đơn, tức là mình sẽ có mũi tăng. Thế là mọi người đang có 1 tăng, 2 tăng, tiếp tục mũi tăng số 3. Mũi tăng số 4. Mũi tăng số 5. Và mũi tăng số 6. Mọi người nhớ tên gọi nhé, là mũi tăng. Ok, vậy tổng số chân mũi đang có là 12 chân mũi. Và mình sẽ trượt vào chân đầu tiên là chân màu xanh nước biển ở đây. Mình đã đánh dấu. Kéo qua, móc lên một bính. Và mọi người sẽ có sang hàng 3. Hàng 3 mình sẽ có một đơn một tăng. Đâm vào đây một đơn. Chính là tại chân mũi trượt đấy nha mọi người. Đánh dấu. Chân số 2 mũi tăng. Mũi tăng tức là mình móc 2 mũi đơn chung vào một chân, nó giống ở hàng 2 đó. Như vậy là có đơn, tăng. Tiếp theo, đơn, tăng. Và lặp lại, đơn, tăng. Tiếp tục, đơn và tăng. Đơn, tăng. Đơn, tăng. Mình đã đủ. Và bây giờ mọi người trượt vào cái chân này. Một bính. Vậy là mọi người có 3 hàng là có 18 chân mũi. Và sang hàng 4, mình sẽ thực hiện tản mũi nha. Mọi người sẽ thực hiện chu kỳ đơn tăng đơn giúp mình. Đầu tiên là đơn. Tăng. Và đơn. Xong, lặp lại, đơn, tăng, đơn. Khi mà mình nói tăng thì mọi người nhớ là móc 2 mũi chung vào một chân. Và đơn. Tiếp tục, đơn, tăng, đơn. Và đơn. Lặp lại, đơn, tăng, đơn.
đơn, tăng và đơn. Tiếp tục, đơn, tăng và đơn. Kết thúc sẽ là mũi đơn rồi. Và mình đang có là 24 chân mũi, thì bây giờ mọi người sẽ trượt vào chân đầu tiên. Và lại móc lên một bính và sang hàng số 5. Mọi người sẽ có 3 đơn 1 tăng nha. Đầu tiên là 1 đơn, đánh dấu. 2 đơn và 3 đơn. Sau đó mình có 1 tăng. Và mọi người chu kỳ này lặp lại 3 đơn thì 1 tăng. 1 2 và 3 tăng. Cứ như vậy lặp lại đến cuối hàng. 3 mũi đơn thì 1 mũi tăng. 1 2 3 thì bây giờ tăng. Thì mọi người cứ tiếp tục lặp lại như vậy cho tới chân mũi cuối cùng là chân mũi tăng nhé. Thì mình sẽ gặp lại mọi người. Khi được 3 đơn 1 tăng, kết thúc là mũi tăng, thì mọi người sẽ trượt mũi. Và hiện tại mọi người sẽ có tổng số chân mũi vẫn là 30 nhé. À, sẽ là 30 chứ. Tức là mình tăng được thêm 6 mũi. Mọi người sẽ nhìn các hàng này. Mỗi một vòng tròn là một hàng. 1, 2, 3, 4 và 5. Tiếp theo là hàng số 6. Mọi người sẽ có là toàn bộ mũi đơn. Tức là từ hàng này mình sẽ không tăng nữa, mà mình móc mỗi chân mũi tương ứng một mũi đơn cho tới tận chân cuối cùng là chân số 30. Các bạn móc tương ứng mỗi chân một đơn như mình đang thực hiện. Đến từ chân đánh dấu tới cuối đủ 30 chân mũi là mọi người đang móc đúng nhé. Và bắt đầu bây giờ nó sẽ hơi cong một chút, thì mọi người thấy như vậy thì cũng không sao nha. Nó sẽ cong dần lên. Đây, cứ như mình đang móc mỗi chân tương ứng một mũi đơn, không tăng không giảm gì cả. Đó. Sẽ hẹn gặp lại mọi người ở hàng 30. Mọi người là chân mũi 30 chứ không phải hàng 30 nhé. Ok, như vậy là mình đã xong. Thì nó sẽ hơi cong và mọi người sẽ trượt mũi vào chân đầu tiên và lên một bính. Đấy là cách kết hàng. Bây giờ đã xong hàng 6. Tiếp theo là hàng 7, 8 và 9. Tức là mình có 3 hàng nữa. Móc giống hàng 6 vừa rồi. Nhớ là với chân đầu tiên mọi người móc lên và đánh dấu. Sau đó móc mỗi chân mũi tương ứng một đơn giống như hàng số 6. Và khi đến chân mũi số 30 thì mọi người sẽ nhớ là mình trượt vào chân đầu tiên này và lên một bính là cách kết hàng nha. Và mình sẽ gặp lại mọi người sau khi đã kết thúc hàng 9 và sẽ sang hàng 10 nhá. Thì bây giờ mình sẽ cứ móc và gặp lại mọi người ở hàng 10 nha. Sau khi đã được 9 hàng như thế này thì đến hàng 10 mình sẽ móc là 3 đơn 1 giảm. Vẫn đang có tổng số chân mũi là 30 nha mọi người. 2 và 3. Bây giờ mình sẽ giảm như sau. Lấy cạnh ngoài của chân mũi này và cạnh ngoài của chân mũi bên cạnh, tức là hai chân mũi liên tiếp nhau đó. Mọi người lấy cạnh ngoài thôi nhé. Và kéo len qua. Và kéo len tiếp qua. Đây gọi là mũi giảm. Sau đó mọi người lại có 3 mũi đơn. 1 2 và 3 đơn. Sau đó lại giảm. 1 2 kéo qua một lần. Và giảm. Tiếp tục 3 đơn. 1 2 3 và giảm. Tiếp tục 3 đơn. 1 2 3 và giảm.
Ok, tiếp tục 3 đơn. 1 2 3 và ba đơn. 2 mũi cuối cùng là đúng nha. Mình sẽ có một mũi giảm là cuối cùng. Và như vậy là mọi người giảm được 6 mũi là còn 24 chân mũi. Thì bây giờ mọi người lại trượt vào chân mũi màu xanh này. Móc một bính và sang hàng số 11. Tiếp theo là 2 đơn một giảm. Thì mình sẽ thực hiện là đơn giảm đơn. Đầu tiên là một đơn, đánh dấu. Tiếp theo là một giảm. Lại lấy cạnh ngoài của hai chân cạnh nhau. Dạ. Và đơn. Ok. Tiếp tục lặp lại đơn giảm đơn. Đơn này. Giảm này. Đơn này. Tiếp tục. Đơn giảm đơn. Giảm này. Và đơn. Nó sẽ cong lại nha. Tiếp tục. Đơn giảm đơn. Giảm này. Và đơn. Tiếp tục. Đơn giảm đơn. Và đơn. Cuối cùng. Đơn. Giảm. Và đơn. Như vậy là mình sẽ còn 18 chân mũi. Thì mọi người sẽ trượt vào chân đầu tiên và móc lên một bính. Các bạn ghi nhớ cho mình, mặt phải sẽ là mặt nó rõ cái vết như thế này. Mặt trái sẽ là cái mặt mà ở phía bên trong nó sẽ xấu hơn. Và nó sẽ có cái dây ở trong vòng tròn ma thuật ấy mọi người. Thì nó sẽ là mặt trái nhá. Còn mặt phải thì bên ngoài nó sẽ không có cái dây. Nhìn nó sẽ như thế này. Mọi người nhớ để lộn cho đúng mặt nha. Tại vì cũng sắp kết thúc rồi ấy. Thì các bạn nhớ phải xoay đúng mặt nhá. Và bây giờ mình sẽ sang hàng tiếp theo. Hàng này sẽ là một đơn một giảm. Các bạn bóp vào như này để móc cho nó dễ. Một đơn. Một giảm. Lặp lại một đơn một giảm. Một đơn này. Một giảm. Một đơn. Một giảm. Tiếp tục một đơn. Một giảm. Một đơn. Một giảm. Các bạn móc càng chặt tay thì sản phẩm sẽ càng đẹp.
Nếu mà móc lỏng thì nó sẽ dễ bị lộ ấy. Cuối cùng một đơn và một giả. Nhưng mà móc chặt tay thì nó sẽ hơi đau tay nha. Cho nên là những bạn mà móc quen rồi thì mọi người sẽ móc đẹp hơn là như vậy. Còn các bạn mới móc thì điều khiển kim nó chưa dễ, cho nên nó sẽ hơi bị lỏng. Tới đây mọi người nhồi bông vào cho mình nhá, rồi mình mới kết thúc hàng để cho cái lỗ nó đỡ bị nhỏ quá. Mọi người nhồi bông vào đây cho mình. Khi đã nhồi được bông thì mình sẽ bắt đầu trượt mũi và chân màu xanh để kết thúc. Và như vậy là mọi người còn 12 chân mũi và sang hàng cuối cùng. Các bạn sẽ có là 6 mũi giả và mình sẽ làm như sau. Toàn bộ đều là mũi giảm nha. Hàng cuối sẽ hơi khó xíu thì mọi người cố gắng. Nếu như mà mọi người cảm giác là cái bông nó được rồi thì mọi người không cần nhồi. Nhưng mà nếu mà cái bông mọi người thấy nó vẫn hơi ọp ẹp thì mọi người có thể nhồi thêm vào nhá. Vừa làm vừa nhồi. Tại vì đây là hàng cuối rồi. Không thì tí nữa nó kết thúc vào thì là không nhồi được nữa rồi. Mũi giảm số 2. Mũi giảm số 3. Mũi giảm số 4. Mũi giảm số 5. Và mũi giảm số 6. Ok, và mọi người sẽ trượt vào chân đầu tiên. Ok. Và mọi người sẽ cắt len đi. Không cần dài quá đâu, cắt vừa thôi. Và kéo len qua. Bây giờ nó vẫn còn một lỗ nhỏ. Nếu mọi người cảm giác là cái này của mọi người nó vẫn hơi nhỏ thì mọi người có thể dùng cái mũi kéo và mọi người viên cái bông vào. Và các bạn có thể nhồi qua cái lỗ này. Nhưng mà không khuyến cáo là chưa nhồi gì mà bây giờ mới nhồi nha. Mà kiểu nó chỉ kiểu một xíu thôi thì mọi người có thể nhồi theo cách này. Đó, vẫn nhồi được. Hoặc là mọi người có cái kim để nhồi, nhíp nhồi bông ấy. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người kết hàng. Giờ cái lỗ này để khép lại thì mọi người sẽ đâm vào cạnh của 6 cái lỗ. 1. Vẫn là cái cạnh ngoài ấy. 2. 3. 4. 5. Và 6. Rồi rút này. Rút này. Nó sẽ khép lại. Sau đó mọi người sẽ đâm vào lại. Đâm vào lại. Đó, rồi mọi người giật thì nó sẽ thu tròn lại như thế này và không có dấu vết gì cả. Mọi người đâm ra một vị trí bất kỳ và cắt len đi. Như vậy là xong cái phần đầu chú thỏ rồi. Tiếp theo là tai nha. Với phần tai thì mình sẽ làm 2 chiếc nhé. Đầu tiên là mọi người sẽ tạo cho mình một nút thắt. Và móc lên cho mình 7 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Khi mà đã đủ 7 thì mọi người sẽ bỏ qua chân đầu tiên. Đâm vào chân số 2 nằm ở đây. Móc một mũi đơn. Đánh dấu. Tiếp tục, chân số 2 cũng móc mũi đơn. Chân số 3 móc mũi nửa kép thì các bạn lấy len đâm vào đây. Và có 3 vòng tròn thì kéo len luôn qua 3 vòng tròn, đây gọi là mũi nửa kép. Tiếp tục sang chân bên cạnh cũng như vậy. Kéo luôn qua 3 vòng tròn. Lấy len
chân này móc một mũi ghép đơn, kéo len qua hai vòng tròn, rồi kéo tiếp qua hai vòng tròn, đây gọi là mũi kép đơn. Chân cuối cùng nằm vị trí này, mọi người móc cho mình 3 mũi kép đơn như vậy. Mỗi lần kéo qua 2. Thì mọi người sẽ thấy cái độ dài của các cái mũi này nó sẽ khác nhau. Mũi đơn là thấp nhất, rồi đến nửa kép và kép đơn là dài nhất. Tiếp tục. Kéo qua 2 và kéo qua 2. Thêm một lần nữa nhé, tổng cộng có 3 lần. Kéo qua 2 và kéo qua 2. Và bây giờ mọi người lưu ý, chân mũi mọi người đã móc là nằm ở đây, chân mũi tiếp theo nằm ở đây này. Đây, lấy len đâm vào vị trí này, nó sẽ đối xứng với cái chân kép đơn lúc nãy. Lại móc tiếp một mũi kép đơn, lấy len, chân bên cạnh là cái chân này, móc mũi nửa kép thì kéo qua luôn 3, lấy len, tiếp tục, lại là mũi nửa kép và hai mũi đơn, đơn này. Chân cuối cùng, mũi đơn. Và mọi người trượt vào cái chân màu xanh nước biển này và cắt len đi. Nếu mọi người muốn dính tai thì mọi người sẽ cắt ngắn, còn mọi người muốn khâu thì cắt dài. Ở đây mình chọn cách là khâu cho nên mình sẽ cắt dài. Và cái dây này thì mình cắt đi nhé. Mọi người sẽ có hai cái tai. Và tiếp theo sau đây sẽ là phần mình hướng dẫn mọi người khâu cái phần tai này vào phần mặt và cũng như là khâu mặt trang trí cho chú thỏ nhé. Đây, với phần khâu tai thì mọi người sẽ lựa chọn khâu lên đỉnh đầu này nhé. Các bạn nào mà không khâu thì mọi người có thể dính luôn nhé. Và nhớ là cái mặt phải của nó sẽ là cái mặt này. Mặt trái sẽ gân gân như này. Và nhớ là cái đường trượt nó sẽ phải nằm phía sau. Phần này mọi người sẽ phải quay lên trước. Và mọi người khâu cố định nó vào thôi. Khâu thì nhìn nó sẽ thẩm mỹ hơn nhưng mà nó sẽ khó hơn xíu. Và nó sẽ mất một chút thời gian hơn. Các bạn sẽ khâu đính ở trên với ở dưới vào thôi. Đó, như này. Sau khi khâu xong thì cắt len đi. Làm tương tự như vậy với tai bên kia. Thì tai bên kia mọi người có thể lựa chọn là khâu sát liền luôn như thế này, hoặc là mọi người cách ra một xíu xíu. Nói chung là tùy vào sở thích của các bạn nhé. Cái phần mặt thì mọi người sẽ lấy cho mình một cái len màu nâu và mình lấy một sợi luồn vào một cái kim nhọn hơn một chút thì là sẽ dễ hơn. Và mình sẽ lấy cái tai làm điểm giữa. Và mọi người sẽ bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4, hàng 5. Đây là điểm ở giữa của mình. Mình sẽ đâm vào. Đó. Mọi người sẽ có hai hàng khâu mũi nhé. Xin lỗi. Điểm nằm ở đây. Thì mọi người phải đâm sang đây. Đây. Mọi người chọn cái điểm chính giữa là được. Khâu sang mũi số 2. Khâu xuống dưới một hàng. Lên.
Mọi người sẽ nhìn cái điểm của mình đang làm để mọi người căn nhé. Mình cũng không biết miêu tả như nào ấy. Chỗ này là cách 1 ô 2 ô. 1 ô 2 ô thế thì nó phải nằm ở đây. Quan trọng nhất là nó phải đều nha mọi người. Nếu mà nó mờ quá thì mọi người có thể đi hai lần len. Rồi, thêm lần nữa đi. Thêm lần nữa. Có len mọi người đâm ra một vị trí bất kỳ và cắt nó đi. Dùng cái này chọc nó ngược lại để cho nó mất đi. Đó. Nếu mà mặt muốn đậm hơn mọi người có thể đi vài lần hoặc là dùng cái len nâu đậm hơn. Và bây giờ mình sẽ dùng cái phấn để đánh lên nha. Mình đã hoàn thành xong chú thỏ, tiếp theo sẽ là quả dâu nha mọi người. Bạn cũng sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật và mình bắt đầu với phần dưới cùng là phần màu đỏ. Kéo qua, móc lên một bính. Và mọi người vẫn có là 6 mũi đơn. 1 và đánh dấu. 2 3 4 5 và 6. Sau đó mọi người rút dây. Và trượt vào chân đầu tiên là chân màu xanh nước biển. Nó giống với cái phần đầu thỏ thôi. Và móc lên một bính. Cách kết hạng như vậy nha. Các bạn cắt cái dây này cho nó vừa thôi, không cần để dài quá. Mà cũng đừng cắt cụt nhé. Ok. Và tiếp theo với hàng 2 mình sẽ móc như sau. Hàng 2 sẽ là một đơn một tăng. Chân đầu tiên chính là chân trượt, mọi người móc một đơn. Đánh dấu. Chân số 2 móc một tăng. Tiếp theo một đơn một tăng. Tiếp tục một đơn một tăng. Tăng này. Như vậy là mọi người sẽ có 3 lần một đơn một tăng và mọi người sẽ có là 9 chân mũi. Bây giờ mình sẽ trượt vào chân này. Là chân đầu tiên. Móc lên một bính. Mọi người sẽ thấy là cái phần này nó đang cong vào là đúng nha. Và có cái sợi dây này là mặt trái cho nên mọi người ấn một chút để cho nó ra cái mặt phải. Sợi dây sẽ là phía trong, còn mặt phải sẽ là cái mặt không có sợi dây như thế này. Và sang hàng số 3. 3 của mọi người sẽ là 2 đơn 1 tăng. Chân đầu tiên móc 1 đơn. Đánh dấu. Thêm 1 đơn nữa là 2 đơn. Và 1 tăng vào đây. Nhớ là tăng nhé. Tiếp tục 2 đơn 1 tăng. 1 2 1 tăng vào đây. Tiếp tục 2 đơn 1 tăng. Kết thúc sẽ là mũi tăng này nhé. Là mọi người sẽ được 12 chân mũi sau khi kết thúc hàng 3.
và trượt vào chân màu xanh nước biển này. Các bạn trượt và móc lên một bình. Và nhớ là lại lộn lại mặt phải. Thời gian đầu sẽ hơi bị cong ấy. Như vậy là xong hàng 3. Tiếp theo sẽ làm một đơn một tăng. Đầu tiên là một đơn. Đánh dấu. Tiếp theo là một tăng vào đây. Và cứ thế lặp lại. Một đơn thì một tăng. Một đơn thì một tăng. Một đơn thì một tăng. Tiếp tục. Đơn thì tăng. Kết thúc đơn thì tăng. Như vậy là mọi người tăng được 6 mũi lận. Và mọi người sẽ có tổng số chân mũi là 18 chân mũi sau khi kết thúc hàng 4. Và trượt mũi. Ngôi một bình. Sang hàng số 5. Hàng số 5 mọi người sẽ móc là 18 mũi đơn không tăng không giảm. Mỗi chân móc cho mình một mũi đơn nhé. Thì như vậy là mọi người sẽ có 18 mũi đơn không tăng không giảm. Và mình sẽ gặp lại mọi người sau khi kết thúc hàng 15 nha mọi người. Các bạn là hàng 5 nhé, mình cứ nói nhầm. Hàng 5 và có 18 chân mũi là ok. Thì bây giờ mọi người sẽ trượt vào chân đầu tiên ở đây. Và sang hàng 6. Hàng 6 là 2 đơn 1 tăng. Một đơn. Hai đơn. Và một tăng vào đây. Và cứ như vậy, hai đơn một tăng. Một tăng. Tiếp tục lại hai đơn. Tăng. Và mọi người lặp lại như vậy đến hết chân mũi, đến chân cuối cùng luôn nhé. Sau khi kết thúc hàng này là mình đang có là 2 đơn 1 tăng và kết thúc là mũi tăng, thì mình sẽ có 24 chân mũi. Và mọi người sẽ trượt là kết thúc hàng 6. Và bây giờ mọi người sẽ cùng mình sang hàng 7, là 24 chân mũi đơn không tăng không giảm. Mỗi chân mũi lại tương ứng móc một đơn cho mình. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đó, tức là mỗi chân mũi thì tương ứng một mũi đơn. Thì mình sẽ có là 24 mũi đơn không tăng không giảm. Và mình sẽ lại gặp lại mọi người sau khi kết thúc chân mũi số 24. Chính là hàng 7 mình đang móc. Đã kết thúc được chân mũi số 24 thì mọi người sẽ lại trượt mũi và lên một bính. Và sang hàng 8 sẽ là 3 đơn 1 tăng nha mọi người. 3 mũi đơn thì 1 mũi tăng. 1 2 3 và tăng. Sau đó lặp lại tiếp 3 đơn 1 tăng. Cứ như vậy thôi. Và mình sẽ gặp lại mọi người sau khi kết thúc chân mũi cuối cùng là mũi tăng. Và trượt mũi. Tiếp theo sang hàng số 9. Hàng số 9 mình sẽ móc 30 mũi đơn. Bắt đầu từ hàng này thì mình không có tăng mũi nữa.
Như vậy là chiều rộng của quả dâu đã đủ rồi. Mọi người sẽ móc toàn bộ là mũi đơn một hàng này nhé, là hàng 9. Mình sẽ gặp lại mọi người sau nha. Toàn bộ mũi đơn, tức là mình có 30 mũi đơn sau khi kết thúc hàng 9. Sau khi kết thúc đến hết chân mũi số 30, 2, 4, 6, 8, 9. Tiếp theo là chân cuối cùng này, thì mình sẽ đổi sang cái màu khác nhé. Đây là chân số 30 này, thì mình sẽ đổi sang màu khác. Nếu mà mọi người chọn dâu là một màu thì mọi người có thể không đổi, nhưng mà mình thích làm ombre ấy, thì mình sẽ đến đây mình sẽ đổi màu sang màu hồng. Và như vậy là mình đã xong. Và mọi người sẽ trượt vào chính chân đầu tiên ở đây và móc lên một bính. Và mình sẽ có là 30 chân mũi đơn với cái màu hồng này. Cái dây này mọi người kẹp ngang đi. Toàn bộ là mũi đơn hết. 1 2 3 4 5. Sau khi được vài mũi rồi thì mọi người cắt cái quả dâu màu đỏ này đi. Như vậy là kết thúc được màu đỏ. Và mọi người sẽ móc hết hàng này là hàng số 10. Toàn bộ là màu hồng này. 30 mũi đơn và mình sẽ gặp lại mọi người cuối hàng 10 nhé. Khi mà mình đã móc xong đến chân mũi số 29 và tiếp theo là chân 30, thì mọi người sẽ lại đổi sang cái màu da, màu nhạt hơn. Kéo qua. Và mình sẽ lại trượt vào chân đầu tiên vẫn là màu xanh ở đây và móc lên một bính. Và hàng này, hàng 11, mình vẫn có là 30 mũi đơn, vẫn giữ nguyên như vậy nhưng mà mình móc màu da thôi. Cái chỗ này thì mọi người kẹp ngang ra để mọi người giấu. 2 3 4 5. Sau đó mọi người cắt cái dây màu hồng này đi. Như vậy là xong rồi đó. Nếu mà mọi người không thích đổi màu thì tùy vào nha, cứ móc tiếp tục là mũi đơn thôi. Nhưng mà như mình thì mình hướng dẫn mọi người cầu kỳ hơn, thì mọi người có thể làm theo hoặc là giữ nguyên một màu, thì mọi người không cần cắt len và đổi màu. Các bạn vẫn có là 30 chân mũi đơn, không tăng không giảm. Nốt hàng này nha. Mình sẽ chỉ cho mọi người sang hàng tiếp theo là hàng 12 sau. Sau khi xong đến chân 30 thì mọi người sẽ trượt vào chân này. Và mình có một hàng tiếp với màu da này. Đó là 3 đơn 1 giảm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giảm. Các bạn móc 3 mũi đơn trước. Mũi giảm này nó giống như mũi giảm ở phần đầu của chú thỏ. 2 3 đơn. Và tiếp theo là giảm nha. 3 đơn. Và 1 giảm. Và lại 3 đơn 1 giảm. Giảm ở đây. Và cứ lặp lại như vậy, chân mũi cuối cùng sẽ là mũi giảm nhé. Mũi cuối cùng sẽ là mũi giảm và mình sẽ đổi sang màu trắng. Thì tới đây mọi người sẽ làm như sau. Bây giờ lần cuối thì mọi người sẽ lấy cái len trắng ra. Mọi người có thể lấy trắng kem hoặc là trắng tinh đều được. Trắng kem thì nó sẽ thật hơn.
và trượt thẳng qua chân này. Và sang hàng tiếp theo sẽ là hai đơn một giảm. Và mọi người sẽ tiếp tục với hai đơn đầu tiên. Một đơn và hai đơn. Đánh dấu. Sau đó một giảm. Và tiếp tục hai đơn. Bây giờ mọi người có thể cắt cái màu da đi rồi. Và một giảm. Mấy cái lem thừa nó ở mặt trong thì cứ kệ nó nhé. Và lại hai đơn. Một giảm. Và lặp như vậy cho tới chân cuối cùng sẽ là chân mũi giảm. Sau khi mũi cuối cùng là mũi giảm thì mình lại trượt vào chân đầu tiên ở đây. Và mọi người tiếp tục như sau. Một đơn một giảm. Một đơn. Và một giảm. Rồi lại một đơn. Một giảm. Một đơn. Một giảm. Một đơn. Một giảm. Một đơn. Một giảm. Và kết thúc một đơn một giảm. Cả nhà có thể nhồi bông nhá. Nhồi bông trước. Sau đó mọi người đã nhồi xong thì mọi người sẽ trượt vào chân này. Và bây giờ sẽ sang hàng cuối cùng. Sẽ là 6 mũi giảm. Thì nếu mọi người thấy cái này nó vẫn hơi chưa được đầy đặn thì mọi người cứ vừa làm vừa nhồi nhé. Đây là hàng cuối cùng, toàn bộ mũi giảm. Hai giảm. Ba giảm. Bốn giảm. Năm giảm. Và sáu giảm. Và mình sẽ trượt vào chân đầu tiên. Và cắt len. Bây giờ mọi người sẽ sử dụng cái kim khâu len để các bạn khâu giống như lúc vừa rồi. Khâu vào 6 cạnh ngoài của 6 chân mũi. 6 hoặc 5 đều được. Xong rồi mọi người rút đó. Và đâm vào một vị trí bất kỳ và cắt len đi. Nếu mà nó lộ như thế này thì mọi người có thể đâm ngược lại để cho nó tịt nó vào. Tiếp theo sẽ là phần cuống của quả dâu.
Các bạn lấy màu xanh, tạo cho mình một vòng tròn mã thuật. Kéo lên qua. Móc lên một bính. Móc thêm một bính nữa nhé, tức là hai bính. Và bây giờ mọi người móc vào đây 12 mũi nửa kép. Lấy len này, đâm vào đây. Kéo qua 3 giây. Đây là mũi số 1. Số 2. Số 3. Số 4. Số 5. Số 6. Số 7. 8. 9. 10. 11 và 12. Rút dây và trượt vào chân màu xanh nước biển này, là chân số 1. Xong hàng 1 và mọi người có thể bỏ cái dây này đi và sang hàng 2. Các bạn sẽ có 4 đơn. 1 2 3 và 4 đơn. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt đầu với lại phần cánh của lá đầu tiên. Bỏ qua chân số 1, đâm vào chân số 2, móc 1 mũi trượt. Chân số 2 móc 1 mũi đơn. Chân số 3 móc 1 mũi nửa kép. Bỏ qua 1. Đây là chân mà mọi người đã móc này. Bỏ qua chân số 2 và đâm vào chân số 3 này. Thì đây là cánh của quả dâu. Và lặp lại 4 bính. Bỏ qua 1, đâm vào chân số 2 một trượt. Chân số 3 một đơn. Tiếp theo một nửa kép. Bỏ qua 1, đâm sang đây một trượt. Lại 4 bính. Bỏ qua 1, lại một trượt. Một đơn. Một nửa kép. Và chân cuối cùng. Và mình lại có bỏ qua 1 và đâm vào đây một trượt. Cứ như vậy cho tới tận cánh cuối cùng. Sau khi mà xong cái cánh cuối cùng, 6 cánh nha, 2, 4, 6, thì mọi người sẽ lại bỏ qua một chân, đâm vào chân này một trượt và trượt thẳng sang chân số 1. Cắt len. Với cái phần lá này thì mình sẽ dùng súng bắn keo để đính, cho nên là mọi người không cần cắt sâu đâu. À, không cần cắt dài. Kéo cái này ra sau. Hai cái này mọi người cắt ngắn đi cho mình. Hôm nay bên kia nó ầm ĩ, tự nhiên nó nhiều cái tiếng lục cục. Sau đó mọi người sẽ đính lên như thế này. Đó. Các bạn lưu ý là nếu như mà mọi người làm móc khóa hay không sao, nhưng nếu mọi người làm hồ lô thì mọi người không nên đính súng keo, không nên đính keo nến vào giữa. Tại vì tí mình xuyên là mình xuyên vào giữa, cho nên là mọi người chỉ cần dùng súng bắn keo để đính xung quanh này là được nhá. Mình mới bật cho nên nó chưa được lắm. Đây, được rồi. Nhớ là đính xung quanh thế này thôi. Như này. Nếu mà cái phần này mọi người thích kẹp nó xuống thì mọi người có thể đính cả từng cái rìa này nữa. Nói chung cái này phụ thuộc vào sở thích. Chỉ có một lưu ý là không nên đính vào cái điểm ở chính giữa nhé. Tiếp theo sẽ là khâu hạt cho quả dâu. Mình sử dụng hai sợi len màu trắng và bắt đầu khâu hạt như sau.
Mình sẽ khâu từ cái hàng đỏ nhé. Mọi người khâu theo kiểu quy luật thì cũng được, hoặc là khâu linh tinh đều được. Mình khâu cái hạt nhỏ xíu thôi, cho nên mình một cái hạt của mình nó chỉ cỡ một ô như thế này thôi. Cách khoảng vài ô thì mình sẽ khâu một cái hạt như này. Và mọi người lưu ý không nên rút chặt quá. Cỡ khoảng 4-5 ô gì đấy. Cũng không nên khâu nhiều quá nha. Đây ví dụ mọi người rút chặt thì nó sẽ như này. Thì mọi người sẽ dùng cái mũi kim mọi người gảy nó lên cho đỡ bị bé quá. Đó. Không nên rút chặt quá. Rút vừa thôi. Đấy như này thôi. Tới đây là quay lại rồi này. Được một vòng rồi. Sau khi được một vòng thì mình lại đâm vào hàng số 2. Thì lại giữa hai cái hạt lúc nãy. Đấy mình cứ làm theo kiểu theo quy luật như vậy thì nó sẽ đều nhất và không bị kiểu chỗ có chỗ không ấy. Như này. So le nó đi. Không nhất thiết phải quá đều đâu. Đều quá thì nhìn nó hơi nhân tạo ấy. Xong rồi tiếp tục lại hàng 3. Như cái này là mình đang khâu chặt này, thì mọi người phải gảy nó ra, không thì nhìn nó rất là xấu. Đó như này thôi. Và cứ tiếp tục quy trình như vậy. Hàng 3 thì mình lại khâu hạt ở giữa hai hàng 1. Hai hạt ở hàng 2 thì nó sẽ so le và đều xinh hơn. Đấy. Nếu mà nó chặt quá thì dùng cái mũi kim gảy cái đầu nó lên. Và cứ tiếp tục quy trình như vậy nhé. Nó hơi lâu xíu nhưng mà bù lại nó đẹp. Xong hàng 3 thì lại xuống hàng 4 cho tới tận đáy luôn. Ok, bây giờ mọi người làm tiếp tục và mình sẽ gặp lại mọi người ở phần sản phẩm sau khi đã xong quả dâu rồi nha. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong quả dâu. Thì bây giờ mình tiếp theo mình sẽ trang trí lên cành để cho mọi người xem cái thành phẩm nó sẽ như thế nào nha. Thì mình đã thực hiện xong thêm một quả dâu nữa. Thì với quả dâu này mình khâu ít hạt hơn nha, thì mình thấy nó sẽ đẹp hơn. Thì mọi người có thể theo cái cách này thì sẽ xinh hơn nhá. Ok, tiếp theo mình sẽ chỉ cho mọi người làm cái kiểu kẹo hồ lô. Thì với kẹo hồ lô và phần đầu lợn thì mọi người sẽ làm giống cái chát của đầu chú thỏ nhá. Mọi người lặp lại hàng của đầu chú thỏ. Và mình sẽ có hai cái quả màu đỏ như thế này. Và mình sẽ khâu một chút ở đây. Thì mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách khâu nha. Ở cái công thức thì móc giống phần đầu thỏ, tuy nhiên là mình sẽ sử dụng màu đỏ thôi nha. Mình sẽ trang trí nó bằng cách là nhờ cái phần đường chéo này thì thôi, mọi người đừng có đâm vào mặt đấy nhá. Mình đâm vào một mặt cạnh của cái quả hồ lô. Và mọi người sẽ đâm cho mình khoảng 3 hàng. Mọi người có thể tạo cái vạch này hoặc không, tùy thích nha. Nói chung là tùy vào sở thích của các bạn.
xong rồi coi bạn cắt đi. Cái phần đầu này thì mọi người lại nhồi lại vào để cho nó không bị lộ cái phần trắng trắng, nhìn nó đỡ mất thẩm mỹ. Đấy, thì đây là mình sẽ trang trí xong. Thì hai quả thì mình sẽ xiên nó lên như thế này. Tiếp theo sẽ là phần chú heo. Thì đầu chú heo sẽ làm đầu giống chú thỏ. Tuy nhiên mình sẽ sử dụng màu da. Thì sau đó bây giờ với họa tiết của mặt thì mình sẽ bắt đầu như sau. Đầu tiên là tai của chú lợn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người nhé. Tai thì vẫn sử dụng màu da. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với phần tai. Mình sẽ có hai cái tai nha mọi người. Thì mọi người tạo cho mình một nút thắt. Và móc lên cho mình 5 mũi bính. 1 2 3 4 5. Sau đó đâm vào chân mũi số 3, lấy len. Móc một mũi kép đơn. Tiếp theo một mũi nửa kép vào chân bên cạnh này. Kéo luôn qua cả 3. Cuối cùng là một mũi đơn. Và xong. Bây giờ mọi người cắt len đi. Phần tai heo này thì mình sẽ dính. Các bạn buộc hai cái dây này vào. Và mọi người sẽ có hai cái tai của con heo. Hai bên mình sẽ đính vào như thế này. Bây giờ sẽ là phần mũi của heo nha. Thì với phần mũi thì mọi người sẽ sử dụng cho mình màu hồng nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm mũi nhá. Thì các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc lên một bính. Móc vào đây cho mình 3 đơn. Một, hai và ba. Sau đó móc lên một bính và lại móc 3 đơn. Một, hai và ba. Sau đó lại móc lên một bính. Và mọi người sẽ trượt vào chân đầu tiên. Nhưng mà trước khi trượt thì mọi người rút dây này. Trượt vào cái chân mũi đơn đầu tiên nhé. Và cắt len đi. Và chỉnh cái mũi thì cái mũi nó sẽ được nha. Đây là cái mũi sau khi mình đã hoàn thành. Và mình sẽ sử dụng hai cọng len như thế này để mình khâu cái phần lỗ mũi. Sẽ khâu phần lỗ mũi dài kiểu như này. Cái bên này của mình hình như là nó hơi nhạt. Khâu cho nó đều nhau. Quan trọng là hai bên đều nhau. Đó. Thì đây là phần lỗ mũi. Ok, và mình cắt len đi. Cái này tí nữa mình sẽ đính cho mọi người, không cần phải để dài hay gì đâu. Cắt nó ngắn đi. Và mình sẽ sử dụng súng bắn keo để đính nha. Cái phần này cũng nhớ nhé, đây là mặt phải của cái tai này. Bây giờ mọi người bật súng bắn keo lên. Hai cái dây này mọi người có thể đính xong rồi mọi người mới cắt. Cái này mọi người cũng phải phân biệt đâu mặt trái. Đây là mặt trái này. Mặt phải đây này. Đó, mắt 5mm. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đính các bộ phận này vào. Bây giờ mọi người sẽ dùng một chút súng bắn keo để đính cái phần dây này vào đây đã. Đây là mặt sau của sản phẩm nha. Xong rồi mọi người hãng cắt cái dây này đi. Như này. Thì nó sẽ xinh hơn. Và mọi người sẽ thấy là nó đỡ bị tụt hơn. Sau đó bây giờ mọi người sẽ bắt đầu đính phần tai. Tương tự như vậy với bên này.
cái phần đường này không nhất định là nó cứ phải như thế này. Mọi người chỉ cần nhớ là làm cho nó ở giữa cái tai là được nha. Mắt và mũi. Mũi sẽ nằm ở giữa hai tai. Các bạn ấn cho cái mũi nó dài ra một chút như này. Sau đó sẽ là phần mắt nữa. Là xong. Ok, như vậy là xong được một chú lợn rất là đáng yêu rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xiên vào xiên que nha. Thì mình sẽ có một cái cây kẽm cành như thế này. Với kẽm cành của mình là 40cm thì mình chỉ dùng cành 20 thôi. Thì mình sẽ chia đôi cái này ra và mình sẽ được hai que. Thì cái điểm cắt của mình sẽ nằm ở đây. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cắt nha. Ở đây thì mình có một cái kìm cắt bên. Nhưng mà mọi người lưu ý là cái này không cắt được. Tại vì cái kẽm này nó rất là cứng. Thì mình hay làm cách như sau. Các bạn sẽ chỉ cần khứa một chút ở cái điểm đấy. Tại vì cái kẽm này thì nó cứng, nó không cắt được. Nhưng mà nó sẽ rất là giòn. Sau đó mình bẻ như thế này. Đây là cái cách mà để mọi người dùng cái này cắt. Nhưng mà nếu mà bẻ tay không thì nó khó. Mà nó phải kiểu có một cái khập, kiểu nó phải có một cái nếp cắt như thế này thì mọi người mới làm được ấy. Còn nếu mà mọi người thích kiểu cắt một phát được luôn thì tốt nhất là mọi người dùng cái gọi là cái gì nhỉ? Cái kẽm cái kìm chuyên dụng nhá. Thì cái này nó không làm được như vậy đâu. Thì khi mà nó đã đứt như thế này thì bây giờ mọi người sẽ cắt một chút nữa thì nó sẽ giòn ngay. Đấy, mọi người thấy không? Chứ mọi người không phải là cắt phục một phát là được đâu nhá. Mình bán cái này nhiều cho nên là mình cứ phải lưu ý với mọi người. Không là mọi người cứ bảo là sao kẽm gì mà không cắt được thì là toi đấy. Chết rồi, đo nhưng mà nó vẫn không chuẩn nữa. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình xiên vào thôi. Mình đang xiên dở rồi, mình sẽ chỉ cho mọi người nhé. Ở các cái loại khác nó đều giống nhau. Bây giờ mọi người sẽ nhớ là đâm vào cái lỗ của cái vòng tròn ma thuật ở đây này. Đấy, thì nó sẽ xuyên vào được. Và mọi người sẽ xoay như này để cho nó đi lên trên. Thì mọi người lên trên nó sẽ hơi cấn một chút. Thì mọi người sẽ đâm vào cái chỗ lỗ này này. Mình sẽ vừa làm mình vừa điều chỉnh. Đấy, thì nó lên này. Đó, thế là xong. Tương tự như vậy với đầu của con thỏ cũng thế. Mình đâm từ dưới thì nó sẽ dễ hơn là đâm từ trên. Đấy, mình vừa làm mình vừa quay như thế này. Thì lên đến trên này thì nó bắt đầu nó sẽ hơi cấn một chút. Thì mọi người có thể xiên qua. Đấy, đây mình đang tìm cái lỗ đấy đây. Đấy, như này. Nếu mà mọi người muốn xiên hẳn qua. Còn nhưng mà mình thì thật ra mình chỉ đến đây thôi. Tại vì cái này nó là phần đầu ấy. Để cố định thì mọi người sẽ sử dụng súng bắn keo để đính những cái này vào với nhau. Còn nếu mọi người muốn tháo ra thì tùy nhá. Đây. Còn xiên quả dâu thì mọi người lưu ý là với quả dâu thì như lúc nãy mình có nói là mọi người không được dùng súng bắn keo vào giữa. Thì để bây giờ mình xiên nó sẽ hợp lý này mọi người. Đây là mình đã xiên rồi cho nên là đâm thì nó sẽ dễ. Nhưng mà thật ra là mọi người đâm từ dưới lên thì nó sẽ dễ hơn. Đấy, này, đấy, nó rất là đơn giản thôi. Mọi người có hai xiên rất là xinh như thế này. Sau đó là khi mọi người xong, mọi người dùng súng bắn keo và mình sử dụng len màu nâu mình quấn xuống dưới thì nó như kiểu là một cái cây ấy. Ở đây thì mình sử dụng là xiên dâu lợn và xiên hồ lô thỏ. Hoặc là mọi người có thể đảo hai cái này với nhau. Mình xem nào. Con lợn với cái này thì có vẻ nó không hợp lắm ha. Tại vì cái màu da với màu đỏ thì nó sẽ không được hợp nhau lắm. Nhưng mà nếu như mà là con lợn với lại quả dâu hoặc là con thỏ với quả dâu, tức là con thỏ thì với cái nào cũng được. Tại vì nó là màu trắng ấy mọi người. Còn màu da đối với màu đỏ thì mình cảm giác là nó sẽ không được matching với nhau lắm. Cho nên là ở đây thì mình sẽ trang trí là trắng đỏ. Và dâu thì với lợn. Tại vì là quả dâu nó có một chút màu da thì nó vẫn liên quan đến con lợn ấy. Đó. Hoặc là mọi người làm cái màu liên quan đến cái màu của những cái này nó sẽ hợp hơn. Còn nếu mà không liên quan thì lên làm trắng đỏ như này sẽ hợp lý này. Ok. Và như vậy là hoàn thành xong rồi. Bây giờ mình sẽ cuốn len nốt nhá. Và mình sẽ hướng dẫn mọi người cuốn len luôn ở cái phần dưới này luôn. Mình sẽ chỉ cho mọi người cách để mọi người làm cái phần cây. Mọi người sẽ cho vào đây một chút súng bắn keo này. Một
chút keo nến. Sau đó mình sử dụng cái màu nâu để mọi người đặt lên. Sau đó mọi người sẽ quấn giống như quấn cành thôi. Như mình là mình mua một cây 40, mình cắt đôi thì là được 2 xiên, là hợp lý nhất. Còn nếu mà mọi người kiểu muốn trang trí hoa, như kiểu hoa, cắm hoa vào cái bó hoa ấy, thì mình khuyên là mọi người sẽ nên dùng cành 30 hoặc là cành 40 hẳn luôn. Thì khi mà mọi người trang trí nó sẽ đỡ hơn. Tới đoạn cuối này thì mọi người dùng một ít keo nến tiếp để mình cố định lại. Nó giống như cái phần thân hoa thôi. Mình cũng sẽ kết thúc như vậy và cắt đi. Ok. Ở đây thì mình chưa sử dụng keo nến để đính cho nên nó sẽ hơi lung lay. Mọi người sẽ sử dụng keo nến để đính các cái bộ phận này vào thì nó sẽ chắc chắn hơn nhé mọi người. Rồi và như vậy là mình đã hoàn thành xong 2 thanh kẹo hồ lô như thế này. Mọi người có thể tự ý mix hoặc là làm kiểu móc chìa khóa. Mọi người có thể chọn 2 cái này, mọi người đính và làm một cái móc chìa khóa ở trên cũng rất là xinh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.